biểu tượng rồng, biểu tượng của sự thịnh vượng mạnh mẽ cũng như là mang đến sự an lành, sự hay hạnh phúc may mắn lắm anh em. Nay mình đến với anh em Zippo với hình tượng chú rồng thiên đang uốn lượn anh em. Anh em trên tay rất là ý nghĩa, sang trọng lắm. Em Zippo được hãng chế tác cực kỳ tỉ mỉ, công phu luôn anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn mình ha. Em này hàng tuyển anh em. Chú rồng đang uốn lượn vần mây, được hãng chế tác cực kỳ tỉ mỉ, rất là độc đáo luôn anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ, new full box, hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ luôn đó anh em. Hàng zin toàn bộ, chưa hề đụng chạm gì ha. Anh em nào có duyên rước em nó thì cứ liên hệ trực tiếp mình ha anh em. Sở hữu chơi hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè cũng rất là hay đó anh em. Số điện thoại mình để trên tựa đề clip nha, 0909 828 779 nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh với Bô Tuấn Nguyễn nha. Giờ mình xin trên tay chi tiết trước với anh em ha. Chú rồng thiên uốn lượn ha nè, rất là độc đáo. Em nó hàng zin ha, chưa hề đụng chạm gì nha anh em. Mặt sau trơn, đẩy lõm nha anh em. Hàng zin ha, chưa hề đụng chạm gì luôn. Anh em chơi hay làm quà biếu quà tặng rất là hay. Giá em nó thì mình để dưới ô mô tả clip nha anh em. Anh em click vô tựa đề clip, hiện đồ mô tả sẽ có giá em nó cho anh em tham khảo ha. Bên mình giao toàn quốc luôn nha anh em. Zippo Tuấn Nguyễn nào giờ thì rất là uy tín, anh em yên tâm ha. Rồi kỹ anh em xem luôn. Hàng tuyển ha, chính hãng Zippo Mỹ, new full box, biểu tượng rồng, biểu tượng của sự thịnh vượng may mắn ha anh em, và rất là mạnh mẽ nam tính, ý nghĩa tuyệt vời luôn đó anh em. Hàng zin nha, số điện thoại 0909 828 779 nha anh em. Anh em có duyên tuyển em nó thì cứ alo trực tiếp mình nha, giấy tờ đầy đủ luôn. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Tạm biệt anh em.